Đặt mua chó Golden Retriever trên Shopee, cô gái hú hồn khi nhận hàng vì nó lạ lắm. Câu chuyện mua hàng qua mạng nhưng khi nhận về lại khác xa hoàn toàn trong ảnh là câu chuyện không của riêng ai. Mới đây trên vũ trụ Top Top, có một cô gái đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười khi cô gái này muốn tìm nuôi một chú chó tính nết ngoan hiền, không quậy phá hay báo nhà báo cửa. Nghe cộng đồng mạng tư vấn nên mua giống chó Golden vì nó thông minh và được cái rất hiền lành. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền lên Shopee chốt ngay em chó Golden Retriever với giá 5 triệu đồng kèm theo phí ship là 150k. Hình ảnh trên app là một chú chó với bộ lông nâu vàng rất đẹp, vừa nhìn thôi là đã ưng rồi, nhưng khi nhận hàng thì nó lạ lắm. Ừ thì nó ngoan lắm, không phá phách gì đâu hem. Vừa nuôi được mấy ngày thôi mà nó đã báo con sen mấy triệu tiền đi bệnh viện rồi đấy. Đã thế phá thì không ai bằng. Cơ mà mọi người cho rằng em chó này là Golden Light F1 rồi nên mới có tính cách nghịch ngợm như vậy. Cũng may là em rất dễ thương và đáng yêu, nỡ lòng nào mà con sen tính đổi trả hàng cơ chứ. Được con sen cưng đựng chăm sóc và bây giờ em đã lớn đến từng này rồi đây. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.